bóng nước rồi, bóng nước hay quá, bóng nước thì ngon này nhỉ, xịn chích vô bóng nước rồi. Bóng nước á, bóng nước, bóng nước thì là gọi là bóng bóng á, nó vừa bóng bóng luôn cái chi mà nó đi bóng bóng nữa khơi rồi đó. Lòng ghê nhỉ. Mà nó lách nó liếc rồi. Cái đó cái tủ gì là nước ở trong nhiều lắm. Cái đầu của nó cắt nó đi á. Đó là cái tủ nước rồi này đó đoạn. Cuốn dập đấu không dập kia rồi không kia rồi u à u à có phục vụ đó hay nhỉ. Em mang hả? Mang mất bấm được mế nhá, nó bấm được ngoài sơn được mấy vuông tận đi chứ nước là nước mê chứ được mế hả? Bấm một nước mình không mê rồi bấm được mế thì lại được mế chứ đủ tịch bổ xong mình lại đến đặt nữa luôn. Mình được chia sơ lên nhau mình đánh bơm chai của đỏ bơm. Sẽ gặp cái được nó đang mà sụp được rồi đó. Hôm xưa rồi. Hôm cái này là cái gì đây? Cái này là cái bóng bóng à? Không phải bóng nó phải căng đấy. Như là bác sĩ đúng như hỏi đúng mà chị y tá. Y tá bị mỏng như đúng không? Mẫu đầu còn đâu còn không còn đâu không gian gì vậy chỉ phút nữa bộ phải có kiểm tra thì hết cái đồ thank you.
sáng gì đủ mà làm được cái tướng cho nhỉ. Thôi nghĩa là bồi bồi nữa rồi. Còn nghĩa là sát khuẩn nhất luôn. Con cục bên ở lại đá luôn rồi. Nó ở dưới bụng. Chúng có xe hoặc không bố nhỉ. Thì nước nó ở trong là bao nhiêu rồi, có rửa mày ăn. Em lợt thì kia hay hơn nhỉ. Kim chỉ đâu nhỉ? Lấy cái xẻ vào tay. Có cần bắt đầu đúng không? Anh bơm nước vào màng rồi đây. Còn vào đám tiếp luôn rồi. Đâu? Lấy cái kia nhá. Anh bơm nước. Không không, bơm nước xuống mê này. Anh đợi mày ảm hàng. Không cần đi Mỹ, đi Pháp, đi Âu, nhưng mà tại Việt Nam anh có thể là giải phẫu thành công một ca phẫu thuật u mở u ác tính u lai các loại u. Đây là clip chia sẻ cho anh em coi kỳ chi cả nước. Giáo sư Lê Phụt Lê từ bác sĩ giải phẫu Subin. Facebook Nguyễn Tiến Thành. Bùi Tiến Thành. Bùi Tiến Thành. Mang thử mang. Để cho anh em. Đi được. Làm gì mà khó cho. Được rồi, anh em tặng cả anh em. Cái kìm bao nhiêu chưa? Hai cái kìm sáu nữa. Kìm năm bên hằng nó không phòng bọt. Cái này là được áo bí được môi đúng không? Đúng. Của Việt Nam.
tăng bơm nước đi đâu em? Em cứ đây bơm nước anh ơi. Đâu à? Anh cứ bơm gì nhiều. Bơm có má luôn đấy, cũng ngừng thở rồi. Đưa lại cá không? Cá đấy. Tiền nữa. Tiền giải phẫu thì còn đắt hơn tiền ca. Ca đi thuê Bùi Tiến Thành chạm trai. Còn cá thì mấy chục luôn vì tình yêu, vì đam mê. Anh mua rau vùng chưa? Sợ đi, mẹ thì nhà có rồi. Không muốn cá hồi sức rồi. Anh quên lại muốn cá hồi sức. Mua đã có hai con. Có chứ. Được cái khấu nhưng mà được lên trong hệ thở lên trong má. Hết thở. Thôi cho nó xuống cái kia đi em, mặc vừa đứng vừa khâu lên cái cảnh nha. Thôi, đừng làm. Không phải ai hết thở anh ơi. Bơm nước đi. Anh cứ bơm nước vào đi. Mà có không biết thằng y tá phù đi. Bơm từ từ thôi. Mai bụi việc mẹ cái thằng ấy cho tôi chứ. Nó bị mê quá. Nó bị mê nặng quá. Đi ăn 50 ngày một cá. Đi cả phù đi kêu. Kêu chi? Anh nhìn cái trạng thái con cá thì anh đoán thẳng luôn chứ còn gì phải kêu. Bao nhiêu phút rồi này? Giờ 14 phút 20 giây rồi. Kéo thôi nha. Kéo đấy. Kéo sao biết đây chứ? Nếu cắt cái này kéo nó sẽ cắt được. Để đây sẽ kéo nên cắt cái này. Buồn mà. Được chưa? Không nữa. Bắt đầu mình đạp tiếp. Hả? Bối buộc à?